Nửa đêm mưa gió đùng đùng, bà Dung không sao chợp mắt được bởi tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc ngày càng thảm thiết lọt thởm giữa những căn biệt thự cỏ mọc xanh rì. Đã nhiều năm nay, những căn biệt thự triệu đô bị bỏ hoang rải rác khắp Hà Nội là nơi lý tưởng để những người lao động nghèo, công nhân hoặc là những người chưa có điều kiện thuê nhà đến trú ngụ. Mang tiếng sống trong căn biệt thự triệu đô nhưng thiếu thốn đủ thứ như là điện nước. Bởi đó là những căn biệt thự mới chỉ được các chủ đầu tư xây thô. Tại nhiều nơi, biệt thự triệu đô còn phải sống chung, thậm chí là tranh giành từng mét đất với người chết. Bởi ngay cạnh những căn biệt thự kia là những nấm mộ vô chủ, hoặc là ít được hương khói, chẳng để ý, chẳng mê tín. Nhưng những người sống tại những nơi này ít nhiều cũng ái ngại. Ngôi mộ đã từ lâu không có người hương khói. Những người sống quanh đây cứ rằm hoặc mùng một là lại thắp nén hương. Chính điều ái ngại ấy đã khiến cho nhiều người ngày rằm hay mùng một đành mua chút hoa quả bông hoa cũng như là thẻ hương thắp hương cho những vong linh mà từng ngày từng giờ họ sống cạnh. Những người lao động nghèo này luôn tin rằng những nén hương ngày rằm mùng một sẽ khiến cho linh hồn dưới nấm mộ kia được yên nghỉ. Những ngày đầu tháng 7, khi tháng cô hồn về cũng là lúc những lời đồn đại lại được lan truyền nhiều hơn. Những cư dân sống vật vờ trong các căn biệt thự đầy rêu mốc, xung quanh cỏ mọc tùm, điện thiếu nước thiếu lại trở nên quạnh quẽo vắng lặng và lặng lẽ hơn sau những giờ đi làm phụ hồ, buôn đồng nát chạy chợ. Bà Dung tại một căn biệt thự thuộc khu đô thị quận Nam Từ Liêm ái ngại khi phải nói đến chuyện có nhiều người trong khu vực đồn đại nhau về trận ốm được cho là do gặp ma của bà. Sau giây phút ngập ngừng và dè chừng, câu chuyện về tiếng khóc của những đứa trẻ mà bà gặp phải trong đêm mưa lớn dần được hé lộ. Nửa đêm mưa to lắm, cứ mưa là bạt che ở cửa sổ lại bay tứ tung. Nhưng lần ấy, cuối tháng 6 dương lịch, cơn mưa to đến nỗi khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt. Cứ nhắm mắt được chút là tưởng tượng người từ cửa sổ chui tọt vào. Cứ thế mà ám ảnh tôi mãi, bà Dung kể. Mưa được 10 phút thì ngớt, tôi dậy buộc lại tấm bạt ở cửa sổ. Vừa buộc thì trời lại mưa to hơn. Đúng lúc đó tiếng trẻ con khóc ré lên. Tiếng khóc khiến tôi như chết đứng. Bởi quanh khu vực này, mấy nhà ở đây cũng chẳng có trẻ con mới sinh. Ban đầu tôi cứ đinh ninh chắc là có bà mẹ trẻ nào chui vào tầng 1 rồi sinh đẻ nên mới có tiếng trẻ con, bà Dung khẽ rùng mình kể lại. Bà Dung âm thầm bước xuống tầng 1. Đến giữa chừng thì một tiếng khóc khá dài lại cất lên. Bà ngập ngừng phút chốc, nhưng trong đầu cứ nghĩ là có ai đó đang sinh con ở dưới nên bà bước tiếp. Vừa đặt chân xuống tầng 1, một tiếng sét lóe lên. Bà vội hét lớn chạy thục mạng lên tầng 2 và ôm chặt lấy những người đồng nghiệp cùng làm nghề đồng nát đang say giấc. Câu chuyện của bà Dung chưa kết thúc thì cũng trong một căn biệt thự trên đường Phạm Văn Đồng có lời đồn đại rằng có người đã từng dùng củi đang đun cơm mà đánh ma. Chỉ cho chúng tôi căn bếp cùng đống củi cháy dở cách đây không lâu. Bà Tuất, 67 tuổi, đã từng dùng để đuổi đánh ma, bà cho biết. Ngày xưa khi ở quê, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về ma mà ông bà hay kể. Khi đó, ông bà chúng tôi còn dùng đòn gánh, dùng cuốc, thuồng để đuổi đánh ma là chuyện bình thường. Quay lại câu chuyện bà dùng củi lửa để đuổi ma, bà kể rằng hôm ấy tôi cùng chị họ tôi đi đồng nát về, trở lại căn biệt thự này để lo cơm nước thì trời cũng nhá nhem tối. Sống trong biệt thự nhưng cóc nhái thậm chí là chuột kéo đàn về sống dưới tầng 1 bởi xung quanh là đồng ruộng. Tôi đang đun cơm thì bỗng nhiên thấy một chiếc bóng vụt qua trước mặt, chui tọt vào phía sau nồi cơm. Kể đến đoạn này, bà Tuất ngập ngừng. Sau chút định thần, tôi tưởng mình bị quán gà, nhưng sau đó ít lâu thì tiếp tục xuất hiện một bóng nữa vụt qua.
Lúc đó, tôi thấy hai chiếc bóng màu trắng vụt lên phía trần nhà rồi nhanh chóng vờn nhau. Tôi dụi mắt đến lần thứ ba nhưng vẫn không tin vào mắt mình. Tay run, chân run, tim đập loạn lên. Chẳng còn cách nào, tôi bèn cầm que củi đang cháy trong bếp, ném thật mạnh lên trần nhà rồi chạy một mạch ra đường. Bà Tuất kể với giọng sợ hãi. Nhiều người cùng sống trong khu của bà Tuất đều biết chuyện, nhưng mỗi người lại kể theo một cách khác nhau. Ai cũng sợ hãi, ai cũng cho rằng bản thân mình thời điểm đó tâm lý không được ổn định nên nhìn nhầm, nghe nhầm. Thế là những câu chuyện gặp ma tại nhiều căn biệt thự triệu đô bỏ hoang tại Hà Nội cứ thế mà chuyển từ người này sang người khác. Họ muốn chuyển đi nơi khác sống hoặc là muốn thuê nhà trọ, cẩn thận nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai khiến họ vẫn bám trụ tại nơi đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.